nay chúng ta sẽ đi qua công viên Lê Văn Tám tham quan cái hội liên hoan ẩm thực các món ngon của các nước lần thứ 12 do Sài Gòn tổ chức. Đây. Đầu bếp nước ngoài đang đánh bạc thu tiên cho tay. Đầu bếp nước ngoài đang cổ tài đánh bạc thu tiên cho tay. Rất độc đáo, rất mới lạ. Đi đâu mà vội mà bà hả? Dừng chân nhớ lại gian hàng Mã Lai. Cô ông đầu bếp đẹp trai cổ tài. Mặt này có một thân mai. Mùa hôn vị lạ càng ăn càng ngươi. Bà con cô bác mơ liền. Cô tiên bị ngọt sầu riêng thịt người. Đây quầy bánh Mã Lai. Chúng tôi đang tiếp tục làm bánh mô tê và tổ xuất sắc xanh lưới kéo gà. Xin lỗi rồi. Đây là quầy bánh của xuất xứ từ Malaysia. Tại quầy Việt Nam đang tích cực đánh bánh, đổ bánh để phục vụ quý khách. Xin cảm ơn quý khách rất nhiều. Chúng tôi đến từ nhà hàng Cẩm Lương Lan Anh, số 83 phố Tô Hương Thủy, Hà Thành, quận 1. Xin kính mời quý khách hãy ghé vào xem cho tôi làm bánh như thế nào nhé. Hoàn toàn không phẩm màu, hoàn toàn không khó, rất bảo quản. Xin kính mời bà con đang đây là quầy bánh trà sữa Mã Lai có xúc xích xa lưới nè, bánh ngọt cô ti Mã Lai ngọt thì giá chỉ từ 20.000 tới 60.000 thôi, chỉ từ tùy cái nguyên liệu mà các bạn thích. Thì đây là toàn cảnh cái nhà hàng Kampung Bandan tại số 53 Thủ Khoa Hưng, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là đầu bếp nước ngoài đang làm bánh trực tiếp tại quầy cho du khách coi. Đây là những chiếc bánh mà đầu bếp nước ngoài gốc Mã Lai đã làm xong. Đây là những cái bánh đã làm xong đây các bạn. Và khi làm xong thì sẽ có một cái chảo nóng có dầu đây để cho bánh chín. Đây có thể chọn nhân sô cô la hoặc là chuối hoặc là trứng. Đây, rất
là nhiều bánh được làm xong rồi. Xa lưới. Đây là bánh xúc xích xa lưới hả? Nó là nó có bao nhiêu vị em? Đầu bếp, bánh này nó có bao nhiêu vị? Lá dứa, lá cẩm với bột nghệ anh. Màu này là màu gì? Màu này là màu lá dứa, màu này là lá cẩm và này lắm hơn là lá dứa kia mới là bột nghệ. Hay bột nghệ. Tất cả cái này là đều là tự nhiên. Màu tự nhiên thay từ lá dứa, rồi, lá cẩm và bột nghệ. Rồi em cảm ơn chị. Rồi. Giờ là còn thiếu một cái tím nữa thôi con, còn cái xanh này là cô này rồi. Đây, cận cảnh, cận cảnh đầu bếp Việt Nam đang làm cái bánh lưới. Đã quay lại tiếp tục rồi. Một cái tím luôn hả con ơi? Nó đang bỏ nhân xúc xích, đặt chơi đi và đổ xúc xích xa lưới để chăm bông và cả rau nữa. Cả luôn, quý vị hãy dừng lại thì chúng tôi đến từ nhà hàng ẩm thực nhà hàng mới tên gọi là nhà hàng chúng tôi đang số 23 Thủ Thông Hương Phường. Rồi, tôi thấy màu xanh ra, có bỏ màu nướng hết. Cái bùn lại rất là đẹp và cắt trung tâm của thời gian. Các ngày thì còn không thả quý vị ơi, bỏ ra rất là chuyên nghiệp. Buổi tối là chúng tôi rất là đông các bạn trẻ ghé mua. Chúng tôi trực tiếp về nước lấy hàng không qua bất cứ một quốc gia nào cho nên hơn 10 năm qua rất là nhanh, rất là khéo tay, rất là chuyên nghiệp, professional. Du khách một tới bánh rất nổi tiếng của người Việt, của người Mã Lai đây ạ. Bánh roti canai, xúc xích xa lưới và trà ké. Tại sao da anh đen vậy? Can you speak English? Can you speak Việt Nam? No. No. Đây là công đoàn đã đầu bếp đã nắng bánh xong và bỏ nguyên liệu xong thì sẽ có một cái khay thế này, dầu gồm dầu và được hâm nóng bằng cái bếp ga để bánh có thể chín đều hai mặt. Bánh roti mặn gồm có bánh roti bò, roti gà xé và roti trứng. Bốn ngày nay chúng tôi phục vụ cho khách tại đây rất nhiều người yêu thích món bánh roti mặn bởi vì roti mặn được số 53 Thủ Thông Hưng Phường Bắc chợ Bến Thành đem qua đây để phục vụ cho khách là ai xem anh đầu bếp nước ngoài đẹp trai mà lại rất tài nữa nghe mọi người ai cũng ngợi khen. Và bánh roti từ loại bột chuyên dụng nhập khẩu từ Malaysia, người Việt Nam chúng ta dùng cơ mỗi ngày thì người Mã Lai dùng bánh roti ạ. Thơm ngon hấp dẫn nhiều loại nhân cho quý vị lựa chọn. Với đôi bàn tay rất khéo của mình, người thợ làm bánh sẽ làm cho cục bột cung ra trở thành giải lụa. Giải lụa trong vòng nháy mắt, trong vòng tích tắc mà thôi. Gà xé, chứ bánh roti gà xé sẽ được nướng trong vòng 4 phút ạ. Nhân bánh mặn chúng tôi là 4 phút, nhân bánh ngọt chúng tôi sẽ nướng trong vòng 2 phút mà thôi ạ. Xin kính mời tất cả bà con ta. Bánh rất ngon, vị rất lạ. Còn bay xa đó là bánh roti canai cùng với chả kéo Malaysia, đó là sự kết hợp rất đặc biệt với bánh roti Malaysia. Rất là đông, rất là đông những người khách cực kỳ để thử thức mua và cả xem nữa. Cảm ơn quý khách gần xa nhà hàng ẩm thực Mã Lai của người phố Mã, hoặc là roti vị ngọt thơm giòn, roti vị mặn lại càng ngon hơn. Mời anh, mời chị, mời em, mời cô chú bạn.